Nè nó nghe nè, mấy friend á nên chăm chỉ đưa cháu đi học nhiều vô. Như mình đây nè, nhờ xin giúp cháu đến lớp mà cứ đổ được thầy giáo cu tè của em nó đó trời. Chào mọi người, mình là Phong, năm nay 30 tuổi. Thực sự cũng cô đơn đã lâu á và đã bị mất niềm tin như tình yêu. Cho nên mình chọn cách độc toàn thân đi qua được mấy mùa xuân rồi đó trời. Đợt này bà chị ruột bận công việc, cho nên nhờ mình đưa nhỏ cháu đi học lớp múa ban đêm. Mình thì cũng lười thấy bà, nhưng mà đã khoảng tháng 8 tuổi đưa rước 2 triệu. Cho nên mình cũng cân cân cái mặt lên vui dễ nhận job đồ, cày thêm ban đêm cho có tí việc để mà bớt trống trải về đêm đó mà. Hôm đấy nha, ngày đầu gặp mặt của lớp, mình với cả nhỏ cháu đưa nhau đến lớp trễ giờ một tí, cốt là để ra vẻ mọi người thôi chứ không có gì lạ trơn á. Mình cũng thừa biết mấy cái lớp kỹ năng vậy toàn có ông cháu cha thôi mới học không mà. Cho nên hên hên thì nhớ được bé bót nào tiền sao đúng không? Đúng là người tính y như trời tính. Lớp đông đủ thì mình với cháu cũng vào đến luôn. Cả nhóm học tầm mà 8 bé và 8 phụ huynh. Mà gây ấn tượng và đập vô mắt mình ngay lập tức là bé thầy dạy nhảy của cháu mình đó trời. Trời đất ơi, mới nhìn thôi là ngửi ra được ngay cái mùi của ẻm luôn. Nói chung sạch sẽ, thơm và ngon trai lắm. Suốt cả buổi bé thầy cứ rao giảng nội quy các kiểu, nhưng mà chẳng giờ mình được câu nào đâu bé ơi, vì nhan sắc và cái vẻ cuốn hút của ẻm là mình cứ ngơ ngơ ra. Hết buổi thông báo mình mạnh dạn gặp riêng bé và bảo chứ em cho anh xin Zalo nha, để hôm nào cháu anh nghỉ anh sẽ thông báo cho em về nắm lịch nha. Bé vui vẻ cho ngay, không có chút do dự mọi người. Rồi 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 cũng ra về với muôn vàn cái kế hoạch tác chiến và nhất trí là sẽ cưa gục đôi mấy đồ đó. Tuần hai buổi đưa rước đến nhóm học, mình cứ cố tình bỏ quên đạo cụ học ở nhà, cốt là để bé sẽ chủ động nhắn tin cho mình trước, và hả chỉ có cái cớ đó mình mới gặp mặt bé nhiều hơn được thôi. Rồi cơ hội cũng đến, hôm đó là ngày kết thúc khóa học á, mình mạnh dạn nhắn tin bảo chứ: "Em thầy giáo ơi, thấy em bảo ban cháu anh cực quá, tan học xong cho anh mời em trà sữa nha." Tưởng đâu mình bợp chợp ẩu tả, nhưng may sao em đồng ý ngay mọi người. Em bảo chứ: "Tí nữa em cũng không bận gì nên em đi được ạ." Đó, ngon chưa? Tối đó nha, mình diện con đồ chuẩn tao ba, lộn lộn lộn, chuẩn nam thần Trung Quốc, nổi đình nổi đám mà mấy bạn đam mê bây giờ đó. Không quên xịt tí nước hoa thơm thơm thu hút em ấy nữa chứ. Buổi hẹn hò diễn ra đầy trong sáng và dễ hương. Qua tìm hiểu, mình biết được á, bé vẫn chưa có bồ, còn độc thân và đợi người đến để cướp đi cái sự cô đơn của em ấy. Một tuần sau, mình mạnh dạn rủ bé đi xem phim ma. Chẳng ngờ ngại, bé đồng ý ngay mọi người. Đúng giờ hẹn, mình có mặt tại rạp và không quên đặt ghế VIP để hai đứa dễ dàng nâng cấp mối quan hệ. Mình nhỏ nhẹ hỏi chứ: "Em có lạnh không? Đắt châm vào nè." Em khoái khoái cười duyên rồi nghe theo lời mình răm ráp. Không hiểu sao phim vừa chiếu là em bắt đầu lạnh hơn ngay sao, mà cũng đúng hẹn đi coi phim ma cho nên em cũng hơi sợ, cũng hợp lý ha. Em cho cả người mình và em cuộn vào trong chăn, nhưng chả biết vô tình hay cố ý mà em để tay lên họa mi của mình á mọi người. Rồi con sửng sốt to mắt ra nhìn em, rồi nhấc cái tay của em lên thì thào vào tai em chứ: "Nhầm bên rồi em ạ, à, họa mi của anh không phải của em á." Thấy em hơi sượng sượng tí, rồi mình bảo là em ăn bắp nước đi cho bớt sợ. Nhưng mình cũng lót kịp là em cố tình chắc luôn nè, chứ đâu mà nhầm kiểu hộ đồ vậy được đúng không. Rồi mình cũng thử em xem như nào, mình bảo em có sợ không, em gật gật đầu bảo có. Xong mình nhẹ nhàng nắm chặt tay em rồi để tay lên họa mi em á, thì ôi rồi ôi cứu tôi lần nữa ơi, nó sững cồ lên y như đại bàng tung cánh đó các bạn. Mình cười cười rồi thì hả cả bộ phim nó trở nên vô nghĩa khi mình và em cứ nghĩ về nhau. Mình thề nha, em nép sát vào người mình chẳng xem phim được gì. Thấy vậy mình đề nghị chứ: "Phim này dở quá em, hay là mình về nha, anh sẽ cho em xem phim khác hay hơn nha." Mắt em sáng choáy, gật gật đầu bảo ok. Rồi em bảo chứ: "Mời anh về phòng em uống cốc nước nha." Mình cười đáp chứ: "Chỉ uống nước thôi hả?" Em cười ngượng ngùng bảo chứ: "Thì muốn ăn gì ăn, muốn uống gì uống, anh có biết gì đâu." Trời má ơi, khúc này nhìn em thề nũng nịu dễ thương cực kỳ luôn á. Đêm ấy mình cho em biết thế nào là vũ điệu rắn đuôi chuông. Em cứ xuýt xoa bảo cuối cùng đại bàng cũng được tung cánh. Trời đất ơi, thái độ sung sướng và cảm ơn mình rối rít à. Ơn trời, mình cứ tưởng là ấy tới già không á, vì mất niềm tin vào tình yêu mà. Nhưng mà cuối cùng chân ái cũng xuất hiện rồi nha cả nhà ơi. Hãy năng đưa cháu mình đến trường nha các fan ơi, rồi sẽ gặp được người như mình mong muốn thôi à. Thân ái, bye. Có những chuyện không biết sẽ chẳng đau lòng. Chào admin và các bạn nghe truyện, mình là Liên. Mình đã có gia đình nhỏ. Trước khi kết hôn, mình biết chồng mình là Giang đã từng có một mối tình sâu đậm với Thảo tới hơn 5 năm. Mình có nghe mọi người so sánh, chị ấy không hơn mình điều gì, mình xuất sắc hơn về mọi mặt, từ ngoại hình đến học vấn. Nhưng mình cũng coi như một câu chuyện cũ và không bao giờ hỏi han gì chồng. Câu chuyện đó bẵng đi một thời gian,
Hôm ấy mình đang dọn dẹp nhà cửa, tìm thấy một chiếc điện thoại cũ kỹ. Có lẽ đó là chiếc điện thoại của chồng. Mình tò mò cắm nguồn sạc và xem. Trong điện thoại ấy, chồng mình lưu giữ tất cả những kỷ niệm với người cũ, từ những tin nhắn đến những bức hình. Đúng là có những thứ không nên biết sâu, vì càng biết càng đau lòng. Càng xem kỹ, mình càng thấy tim mình nghẹn lại. Thì ra bao lâu nay, Giang vẫn chưa quên được hẳn Thảo. Anh vẫn muốn lưu giữ kỷ niệm cũ trong một góc riêng. Đọc những tin nhắn, mình thấy có lúc Thảo đòi chia tay, chồng mình năn nỉ, lại lộc. Giang níu kéo trong từng câu chữ, như thể van xin. Mình nghĩ lại những lúc mình và Giang cãi vã, chưa bao giờ mà anh như vậy. Thậm chí là lỗi anh sai rành rành, anh vẫn im lặng, nhất quyết không bao giờ chịu làm lành trước. Cả những tin nhắn hẹn hò hay bức ảnh họ chụp chung đi du lịch đều hiện ra trước mắt mình. Chẳng hiểu sao nước mắt mình cứ tuôn ra, dù lý trí bảo rằng đó là quá khứ, nhưng tim mình như có một cái gì đó bóp nghẹn lại, đau đớn. Mình tự hỏi tại sao anh lại có thể đối xử nhẹ nhàng tình cảm với người yêu cũ như vậy, mặc dù Giang vốn là người hay tự ái và gia trưởng. Còn như mình là vợ anh, là mẹ của con trai anh mà anh chưa từng nhún nhường. Tại sao anh Giang đã từng yêu chiều hay đưa Thảo đi chơi đây đó, còn mình, anh không hề có một chút lãng mạn nào, kể cả lúc còn yêu nhau. Bao câu hỏi, bao sự đố kỵ hiện lên trong đầu, rồi cả hình ảnh họ ôm ấp, quấn quýt nhau cứ lẩn vẩn trong đầu mình suốt nhiều ngày sau đó. Bản chất mình không phải là người dễ ghen tuông vô cớ, nhưng giá như mình chưa từng nhìn thấy những điều ấy, có lẽ mình không hoang mang, không đau đớn, cũng không mệt mỏi như vậy. Mình so sánh tình cảm giữa anh với mình và với cô ta. Có phải là cô ta mới là người anh yêu thương nhất? Mình cố chịu đựng để yên vài hôm, rồi đến ngày thứ ba không chịu nổi nữa. Mình ném bụp cái điện thoại trước mặt Giang, sắc mặt anh thay đổi ngay khi nhìn thấy kỷ vật ấy. Sau đó mình và anh cãi vã rất nhiều. Giang không thể chấp nhận được việc mình lục lọi quá khứ. Mình thì lại không chịu được việc có con rồi mà vẫn vương vấn tình xưa. Cuộc sống của mình suốt những ngày sau đó chẳng khác nào địa ngục. Nhiều lúc mình vừa khóc, vừa nghĩ đến việc anh đối xử thậm tệ với mình để bảo vệ quá khứ, bảo vệ người yêu cũ. Mình càng tin rằng anh yêu Thảo hơn, cô ta quan trọng hơn cả cái gia đình bé nhỏ mà anh đang có. Những cuộc cãi vã không có hồi kết, cộng với bản tính gia trưởng, Giang ra tay đánh đập mình, rồi sau đó Giang đòi ly hôn và không bao giờ nuối tiếc. Mình tự hỏi có phải là do mình ngu ngốc nên phá tan gia đình này không? Mình đã dại dột chạm vào quá khứ, để cuối cùng quá khứ trở thành nỗi ám ảnh và giết chết hiện tại. Ngày ra tòa, Giang chỉ nói với mình một câu, Liên ạ, sai lầm của em là chạm vào quá khứ, trong khi hiện tại mọi thứ đã là của em rồi. Mình cố nén không khóc, quay lưng bước đi. Ừ, đúng là mình đã sai. Quá khứ nghĩa là thứ đã qua, nhưng mình lại dằn vặt vì nó, để rồi những đau đớn vì nó. Tò mò là sai, mình đã sai rồi. Xin chào mọi người. Có đứa em gái có hiếu với trai là trải nghiệm như thế nào? Thú thật với mọi người là mỗi lần mình nhìn thấy con em mình chăm sóc bị lụy cái thằng bồ của nó, là mình lại ngứa mắt, ngứa miệng, ngứa trần trần toàn thân. Nhỏ em mình tên Liên, xinh xắn, giỏi giang, tốt nghiệp đại học kinh tế, lương tháng trên 20 củ. Nó tuy không phải là trap girl, nhưng trước giờ yêu chưa từng lụy, đúng kiểu cầm lên được, bỏ xuống được. Ấy vậy mà lần này nó va phải vào thằng Huy, rồi bắt đầu bết bát luôn. Thằng Huy sai gì thì con Liên làm cái nấy. Thằng Huy nhíu mày là con Liên bắt đầu sợ hãi quýnh quán, lụy còn hơi chủ lụy luôn. Mình nhìn mà tức á. Như hôm nọ, thằng Huy bị bệnh, than thở là nhạt mồm nhạt miệng. Ấy thế là con Liên bình thường ngủ đến 10 giờ sáng, mà hôm nay mới 5 giờ sáng nên lò mò dậy, xuống bếp nấu cháo. Ôi thần Linh ơi, sống chung với nhỏ em hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên mình thấy nó xuống bếp. Trước giờ toàn là mẹ hoặc là mình nấu cho nó ăn, nó chỉ phụ việc vặt chút chút, chứ chưa từng tự xuống bếp nấu ăn bao giờ. Mình đứng kế bên chẹp miệng, bố ốm, mẹ ốm, mày còn không rót nổi một ly nước ấm cho bố mẹ. Ấy vậy mà trai ốm là mày dậy sớm nấu cháo, mày có hiếu với trai quá rồi đó. Con em mình thì chỉ biểu môi bảo cứ kệ nó đi, rồi nó lại vội vàng bỏ cháo vào thố, mang sang tận nhà thằng kia. Nó đi suốt buổi sáng không thấy về, mình lên lướt phở bò thì thấy con Liên đăng story, bón từng thìa cháo vào mồm thằng Huy. Rồi còn lao dọn phòng ốc cho thằng đó nữa, nhìn mà ngứa mắt ghê á. Ở nhà bố mẹ yêu thương chẳng bao giờ thấy nó cầm cây chổi, vậy mà sang phòng trai thì dọn dẹp như một nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp. Mình không kìm được thả phẫn nộ vào cái bản tin của cái Liên. Chưa hết đâu, thằng Huy lại là cái thằng gia trưởng, lúc nào cũng bắt cái Liên ăn mặc kín cổng cao tường, không được đi chơi khuya, không được chơi game quá nhiều, không được bia bọt. Ôi trời ơi, những chuyện mà bố mẹ cấm mãi không được, thì thằng Huy chỉ cần hắn nhẹ giọng cái Liên đã luống cuống nghe theo rồi.
Nghe lời bồ vanh vách, một tiếng cũng dạ vâng, hai tiếng thì vâng ạ. Ấy vậy mà lâu lâu thằng Huy còn giận hờn, cái Liêm phải khóc lóc năn nỉ. Ôi anh ơi, em không thể sống thiếu anh ơi, em có làm gì không vừa ý thì anh nói, em nhất định sẽ sửa, anh đừng có bỏ rơi em. Ôi trời ơi, lụy gì mà lụy mất giá đến vậy chứ Liên, trong khi mày cũng xinh ngon, thiếu gì người trồng cái xiêm mà phải vùi lỉ vậy. Có phải thằng Huy chơi ngải, cứu hụt vịt lộn không, hay cái gì mà cái Liên không? Mà con em mình lại mù quáng vậy, không được, mình phải theo dõi thử coi sao. Được biết hôm nay cái Liên với thằng Huy hẹn hò, mình liền mặc full cây áo chống nắng đi theo dõi. Huy dắt cái Liên đi vào một nhà hàng vô cùng sang trọng, chai nước suối cũng 83.000. Mình ngồi nhấp chai nước suối mà tiếc đứt cả ruột. Ấy vậy mà hai đứa kia gọi toàn là bò quan gui, tôm hùm bò ngư, cái bill chắc phải khủng lắm á. Mình ngồi tranh thủ xem mặt thằng Huy thì thấy mắt mũi miệng bình thường, không có gì là đẹp trai đâu. Sao con em mỉnh mê như điếu đổ, mà bất ngờ hơn ăn đông. Thằng Huy liền pháo một câu xanh đờn, bữa này em mời anh nha. Ôi trời, mình đang nghe gì vậy? Đang đi ăn với bồ mà bắt con em mình bao luôn á. Thằng Huy này chẳng lẽ lại còn đào mỏ em mình nữa sao? Mà điều mình ngạc nhiên hơn nữa là cái thái độ của con Liên. Nghe đến chữ mời, mắt nó liền sáng rỡ, tỏ vẻ vô cùng vui vẻ. Ôi, em được mời anh hả? Tuyệt vời quá, để em mời bữa này nha. Nó chạy nhanh nhanh đến quầy tính tiền, như thể là sợ thằng Huy cướp mất cơ hội được tính tiền của nó. Đã vậy tính tiền xong, nó còn nhét vào bóp của thằng Huy 2 tờ 500.000. Ôi má ơi, chẳng lẽ nó bao nuôi luôn thằng này sao? Con này, bố mẹ hay chị gái còn chưa được nó mua cho cái gì đắt tiền, vậy mà có hiếu với trai quá. Mình giận không chịu nổi đi về nhà trước. Một lát sau, con em gái có hiếu với trai của mình vừa về tới. Mình đã làm cho nó một tràng sơ táo quân về việc nó yêu đương mù quáng, rất có thể bị thằng kia lợi dụng. Và về những bất mãn của mình, ngay cả bố mẹ nó cũng không lo bằng thằng đó. Lúc này con Liên cười cười nói, ôi chị ơi, anh Huy mỗi tháng cho em 100 triệu tiền tiêu vặt đấy. Đa số những lần đi hẹn hò đều là do anh ấy trả, nhưng hôm nay do là đi ăn mừng em mới tậu được mảnh đất nên là em trả. Yêu anh ấy một năm, em vừa tích góp mua được một mảnh đất vùng ven rồi. Sau này á, mảnh đất này mình lên giá, cả nhà ta tha hồ hưởng phước. Lúc đó em không quên bố mẹ với chị gái đâu. Ôi cha mà ơi, mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu mà thằng kia cho con em mình 100 triệu mỗi tháng thì nó có hiếu với thằng đó cũng phải. Thôi xin lỗi Huy nha, lâu nay chị hiểu lầm Huy, Huy 10 điểm không có nhân. Nhân tiện mình phải hỏi ngay con Liên xem có anh nào mà cỡ cỡ Huy không, để chị gái này còn đi có hiếu với ảnh mới được. Ế lâu năm quá mà.